kinh số 10 kinh su ba tu bà su ba sutta tụng phẩm một la mã 444 như vậy tôi nghe một thời đại đức ananda ở tại savatthi xá vệ jetavana rừng kỳ đà vườn ông anatha pindika cấp cô độc sau khi đức thế tôn nhập diệt không bao lâu lúc bấy giờ, thanh niên Bà La Môn Suba Todeja Putta ở tại Savatthi vì một vài công việc. 445. Rồi thanh niên Bà La Môn Suba Todeja Putta gọi một thanh niên Bà La Môn khác. Này thanh niên Bà La Môn, hãy đi đến chỗ Sa Môn Ananda ở. Thay mà ta hỏi thăm Sa Môn Ananda có ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực an ổn không? Thanh niên Bà La Môn Suba Todeja Putta hỏi thăm tôn giả Ananda có ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực an ổn không? Và nói thêm, hân hạnh thay, nếu tôn giả Ananda có lòng từ mẫn đến tại chú xứ của thanh niên Suba Todeja Putta. 446 Tôn giả xin vâng thanh niên bà la môn vâng lời thanh niên bà la môn suba todeja putta đến tại chỗ của tôn giả ananda sau khi đến nói lên những lời chúc tụng thân hữu xã giao với tôn giả ananda rồi ngồi xuống một bên sau khi ngồi xuống một bên thanh niên bà la môn ấy nói với tôn giả ananda thanh niên bà la môn suba todeja putta hỏi thăm tôn giả ananda ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực an ổn không? Hân hạnh thay nếu tôn giả Ananda có lòng từ mẫn đến tại chú xá của thanh niên Bà La Môn Suba Todeja Putta. 447 Khi được nghe nói vậy, tôn giả Ananda nói với thanh niên Bà La Môn ấy, Này thanh niên Bà La Môn, nay không phải thời vì hôm nay tôi vừa mới uống thuốc Ngày mai tôi sẽ đến Vừa hợp thời, hợp nghi Rồi thanh niên bà La Môn ấy từ chỗ ngồi đứng dậy Đến tại chỗ của thanh niên bà La Môn Suba Todeja Putta Khi đến xong, liền thưa với thanh niên bà La Môn Suba Todeja Putta Chúng tôi đã thay mặt tôn giả thưa với tôn giả Ananda. Thanh niên Bà La Môn Suba Toreza Putta hỏi thăm Đại Đức Ananda có ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực an ổn không? Hân hạnh thay nếu tôn giả Ananda có lòng từ mẫn đến tại chú xá của thanh niên Bà La Môn Suba Toreza Putta. Này tôn giả, khi được nghe nói vậy, Sa Môn Ananda nói với tôi, Này thanh niên Bà La Môn, nay không phải thời vì hôm nay tôi vừa mới uống thuốc, ngày mai tôi sẽ đến vừa hợp thời, hợp nghi. Này Tôn giả, sự việc đã như vậy, khiến Tôn giả Ananda có cơ hội ngày mai đến. 448. Và Tôn giả Ananda, sau khi đêm ấy đã mãn, vào buổi sáng đáp y, đem theo y bát với vị tỳ kheo người xứ Chetiza làm vị sa môn tùy hành đến tại chỗ ở của thanh niên bà la môn Suba Todeza Putta và sau khi đến liền ngồi tại chỗ đã soạn sẵn. Rồi thanh niên Suba Todeza Putta đến trước tôn giả Ananda. Sau khi đến nói lên những lời chúc tụng thân hữu và xã giao với tôn giả Ananda rồi ngồi xuống một bên sau khi ngồi xuống một bên thanh niên bà la môn su ba todeja putta nói với tôn giả ananda tôn giả ananda đã lâu ngày là thị giả của tôn giả gotama sống gần và ở bên ngài tôn giả ananda chắc biết tôn giả gotama đã tán thán những pháp nào và ngài đã khích lệ khuyến đạo y chỉ mọi người theo những pháp ấy tôn giả Ananda, những pháp tôn giả Khotama tán thán là những pháp gì? và ngài đã khích lệ, khuyến đạo, y chỉ mọi người theo những pháp ấy. 449 này thanh niên Bà La môn, Thế tôn tán thán ba pháp ổn, và ngài đã khích lệ, khuyến đạo, y chỉ mọi người theo những pháp ấy. ba pháp ấy là gì? chính là thánh giới uẩn, thánh định uẩn, thánh tuệ uẩn. Thế tôn tán thán ba pháp uẩn ấy và ngài đã khích lệ, khuyến đạo y chỉ mọi người theo những pháp ấy. 450 Tôn giả Ananda, thế nào là thánh giới uẩn mà Tôn giả Gotama tán thán và ngài đã khích lệ, khuyến đạo y chỉ mọi người theo pháp ấy? này thanh niên bà la môn ở đây như lai xuất hiện là bậc a la hán chánh biến chi minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư phật thế tôn ngài sau khi tự chứng ngộ với thượng trí thế giới này với thiên giới ma giới phạm thiên giới gồm cả thế giới này với sa môn bà la môn thiên nhơn lại tuyên thuyết điều đã chứng ngộ ngài thuyết pháp sơ thiện trung thiện hậu thiện đầy đủ văn nghĩa truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh người gia trưởng hay con vị gia trưởng hay một người sanh ở giai cấp hạ tiện nào nghe pháp ấy sau khi nghe pháp người ấy sanh lòng tín ngưỡng như lai khi có lòng tín ngưỡng ấy vị này suy nghĩ đời sống gia đình đầy những triền phược con đường đầy những bụi đời đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không thật rất khó cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ hoàn toàn thanh tịnh trắng bạch như vỏ ốc vậy ta nên cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình một thời gian sau người ấy bỏ tài sản nhỏ hay tài sản lớn bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bà con quyến thuộc lớn cạo bỏ dâu tóc đắp áo cà sa và xuất ra từ bỏ gia đình sống không gia đình khi đã xuất ra như vậy vị ấy sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Pati Moka, đầy đủ oai nghi tránh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học tập trong giới học, thân nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh, sinh hoạt trong sạch, giới hạnh cụ túc, thủ hộ các căn, tránh niệm tỉnh giác và biết chi túc. 451 Này thanh niên bà La Môn, Thế nào là tỷ kheo giới hạnh cụ túc? Ở đây, này thanh niên bà La Môn, tỷ kheo từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến tất cả hạnh phúc của chúng sanh và loài hữu tình. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Vân vân. Xem Kinh Sa Môn Quả đoạn 194 đến 210. Trong khi một số sa môn, bà la môn, giàu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng như dùng các tà thuật để được yên ổn, để khỏi làm các điều đã hứa, để được che chở khi ở trong nhà bằng đất, để dương được thịnh, để làm người liệt dương, để tìm đất tốt làm nhà để cầu phước cho nhà mới cho lễ rửa miệng lễ tắm lễ hy sinh làm cho mửa làm cho sổ bài tiết các nhơ bẩn về phía trên bài tiết các nhơ bẩn về phía dưới tẩy tịnh trong đầu thoa dầu trong tai nhỏ thuốc mắt cho thuốc qua lỗ mũi sức thuốc mắt thoa dầu cho mắt chữa bệnh cho mắt làm thầy thuốc bổ xẻ chữa bệnh cho con nít cho thuốc uống bằng các loại rễ cây, ngăn ngừa công hiệu của thuốc. Còn vị ấy thì tránh xa các tà mạng, vân vân như trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Như vậy, này thanh niên Bà La Môn, vị tỳ kheo ấy nhờ đầy đủ giới luật nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào về phương diện hộ trì giới luật. Này thanh niên Bà La Môn, như một vị sát đế lị đã làm lễ quán đảnh đã hàng phục kẻ thù địch, không còn thấy sợ hãi từ chỗ nào nữa về phương diện thù địch. 452 Cũng vậy, này thanh niên bà La Môn, tỷ kheo ấy nhờ đầy đủ giới luật nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào về phương diện hộ trì giới luật vị ấy nhờ đầy đủ giới luật cao quý này nên hưởng lạc thọ nội tâm không vẩn đục. Như vậy, này thanh niên bà La Môn là tỷ kheo đầy đủ giới luật. 453 Này thanh niên bà La Môn, đó là thánh giới uẩn mà Thế Tôn tán thán và Ngài đã khích lệ, khuyến đạo, y chỉ mọi người theo pháp ấy và còn pháp ẩn khác cao thượng hơn cần phải hành trì. Thật vi diệu thay, tôn giả Ananda. Thật hy hữu thay, tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda, thánh giới ẩn này thật viên mãn, không phải không viên mãn. Tôn giả Ananda, tôi không thấy thánh giới ẩn viên mãn này ở những sa môn, bà la môn nào ngoài giáo hội này tôn giả ananda và nếu những sa môn bà la môn khác có thấy thánh giới uẩn này tự nơi mình các vị này cũng đã thỏa mãn với pháp ấy hành trì như vậy là đầy đủ chứng đạt như vậy là đầy đủ đó là mục đích sa môn hạnh của chúng tôi không có gì cao thượng hơn cần phải hành trì nữa nhưng tôn giả ananda còn nói còn pháp uẩn cao thượng hơn cần phải hành trì. Tụng phẩm Hai La Mã 454 Tôn giả Ananda Thế nào là thánh định uẩn mà tôn giả Gotama tán thán và Ngài đã khích lệ, khuyến đạo, y chỉ mọi người theo pháp ấy? Này thanh niên bà La Môn, thế nào là tỷ kheo hộ trì các căn? này thanh niên bà la môn thế nào là tỷ kheo hộ trì các căn này thanh niên bà la môn khi mắt thấy sắc tỷ kheo không nắm giữ tướng chung không nắm giữ tướng riêng những nguyên nhân gì khiến nhãn căn không được chế ngự khiến tham ái ưu bi các ác bất thiện pháp khởi lên tỷ kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy hộ trì nhãn căn thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, vân vân, mũi người hương, vân vân, thân cảm xúc, vân vân, ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, tỷ kheo chế ngự nguyên nhân ấy hộ trì ý căn thực hành sự hộ trì ý căn vì ấy nhờ sự hộ trì cao quý các căn ấy nên hưởng lạc thọ nội tâm không vẩn đục như vậy này thanh niên bà la môn là tỷ kheo hộ trì các căn 455 Này thanh niên bà La Môn, thế nào là tỉ kheo chánh niệm tỉnh giác này thanh niên bà la môn ở đây tỉ kheo khi đi tới khi đi lui đều tỉnh giác khi nhìn thẳng khi nhìn quanh đều tỉnh giác khi co tay khi duỗi tay đều tỉnh giác khi mang y kép bình bát thượng y đều tỉnh giác khi ăn uống nhai nuốt đều tỉnh giác khi đi, đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác. Khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. Như vậy, này thanh niên Bà La Môn là tỷ kheo chánh niệm tỉnh giác. 456. Này thanh niên Bà La Môn, thế nào là tỷ kheo biết đủ? Ở đây tỳ kheo bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng. Đi tại chỗ nào cũng mang theo y và bình bát. Này thanh niên bà La Môn, cũng như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh. Cũng vậy, này thanh niên bà La Môn, vị tỷ kheo bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng đi tại chỗ nào cũng mang theo y và bình bát. Như vậy, này thanh niên Bà La Môn là tỷ kheo biết đủ. 457. Vị ấy với giới uẩn cao quý này, với sự hộ trì các căn cao quý này, với chánh niệm tỉnh giác cao quý này, với hạnh biết đủ cao quý này, lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đống rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng tại chỗ nói trên và an chú tránh niệm trước mặt. 458 Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái, từ bỏ sân hận vị ấy sống với tâm không sân hận với lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình gột rửa tâm hết sân hận từ bỏ hôn trầm thụy miên vị ấy sống thoát ly hôn trầm thụy miên với tâm tưởng hướng về ánh sáng chánh niệm tỉnh giác gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên từ bỏ chạo cử hối tiếc vị ấy sống không chạo cử hối tiếc nội tâm trầm lặng gột rửa tâm hết chạo cử hối tiếc. Từ bỏ nghi ngờ, vì ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. 459. Này thanh niên Bà La Môn, như một người mắc nợ, liền làm các nghề nghiệp. Những nghề này được phát đạt, người ấy không những trả được nợ cũ còn có tiền dư để nuôi dưỡng vợ. Người ấy nghĩ, ta trước kia mắc nợ nên làm các nghề nghiệp. Những nghề này được phát đạt, ta không những trả được nợ cũ, còn có tiền dư để nuôi dưỡng vợ. Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỉ. 460. Này thanh niên Bà La Môn, như một người bị bệnh, đau đớn trầm trọng ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu. Sau một thời gian, người ấy khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, thể lực khôi phục. Người ấy nghĩ, ta trước kia bị bệnh, đau đớn trầm trọng, ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu. Nay ta khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, thể lực khôi phục. Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỉ. 461 này thanh niên Bà La Môn, như một người bị nhốt trong ngục, người ấy sau một thời gian được khỏi tù tội, an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tổn. Người ấy nghĩ, ta trước kia bị nhốt trong ngục, nay ta được khỏi tù tội, an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tổn. Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỉ. 462 này thanh niên bà la môn như một người nô lệ không được tự chủ lệ thuộc người khác không được tự do đi lại người ấy sau một thời gian thoát khỏi cảnh nô lệ được tự chủ không lệ thuộc người khác là một người được giải thoát được tự do đi lại người ấy nghĩ ta trước kia bị cảnh nô lệ không được tự chủ lệ thuộc người khác không được tự do đi lại. Nay ta thoát cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác, là một người được giải thoát, được tự do đi lại. Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỉ. 463. Này thanh niên Bà La Môn như một người giàu có, nhiều tài sản, đang đi qua bãi sa mạc, thiếu lương thực, đầy những nguy hiểm người ấy sau một thời gian đã đi qua khỏi sa mạc đến đầu làng vô sự yên ổn không có nguy hiểm người ấy nghĩ ta trước kia giàu có nhiều tài sản đi qua bãi sa mạc thiếu lương thực đầy những nguy hiểm nay ta đã đi qua khỏi bãi sa mạc ấy đến đầu làng vô sự yên ổn không có nguy hiểm người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỉ 464 Như vậy, này thanh niên bà La Môn, tỷ kheo tự mình quán năm triển cái khi chưa xả ly như món nợ, như bệnh hoạn, như ngục tù, như cảnh nô lệ, như con đường qua sa mạc. 465 Này thanh niên bà La Môn, cũng như không mắc nợ, như không bệnh tật, như được khỏi tù tội, như được tự do, như đất lành yên ổn. Này thanh niên bà La Môn, tỷ kheo quán năm triển cái khi diệt trừ chúng. 466 Khi quán tự thân đã xả ly năm triển cái ấy, hân hoan xanh. Do hân hoan nên hỉ xanh, do tâm hoan hỉ, thân được khinh an. Do thân khinh an, lạc thọ xanh, do lạc thọ, tâm được định tĩnh. 467 Tỷ kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và chú thiền thứ nhất Một trạng thái hỷ lạc do ly dục xanh với tầm, với tứ Tỷ kheo thấm nhuần, tầm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục xanh không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục xanh ấy thấm nhuần. Này thanh niên bà La Môn! như một người hầu tắm lão luyện hay đệ tử người hầu tắm. Sau khi rắc bột tắm trong thau bằng đồng, liền nhồi bột ấy với nước. Cục bột tắm ấy được thấm nhuần nước ướt, nhào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này thanh niên bà La Môn, tỉ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục xanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục xanh ấy thấm nhuần. Này thanh niên bà La Môn, tỷ kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và chú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục xanh với tầm với tứ. Tỷ kheo thấm nhuần, tầm ướt làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục xanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không có hỷ lạc do ly dục xanh ấy thấm nhuần. Đó là thiền định của vị ấy. 468 Này thanh niên bà La Môn, lại nữa, tỷ kheo ấy diệt tầm và tứ, chứng và chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định xanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Tỷ kheo ấy thấm nhuần, tầm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định xanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định xanh ấy thấm nhuần. Này thanh niên bà La Môn, ví như một hồ nước, nước tự ở trong dâng lên, phương đông không có lỗ nước chảy ra, phương tây không có lỗ nước chảy ra phương bắc không có lỗ nước chảy ra phương nam không có lỗ nước chảy ra và thỉnh thoảng trời lại mưa lớn suối nước mát từ hồ nước ấy phun ra thấm nhuần tầm ướt làm cho sung mãn tràn đầy hồ nước ấy với nước mát lạnh không một chỗ nào của hồ nước ấy không được nước mát lạnh thấm nhuần cũng vậy này thanh niên bà la môn Tỷ kheo thấm nhuần tầm ướt làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định danh không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định danh ấy thấm nhuần đó là thiền định của vị ấy 469 lại nữa này thanh niên bà la môn tỷ kheo ly hỷ chú xả chánh niệm tình giác thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú trứng và an chú thiền thứ ba tỉ kheo thấm nhuần tẩm ướt làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hỉ ấy không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ không có hỉ ấy thấm nhuần này thanh niên bà la môn ví như trong hồ sen xanh hồ sen hồng hồ sen trắng có những sen xanh sen hồng hay sen trắng những bông sen ấy xanh trong nước lớn lên trong nước không vượt khỏi nước nuôi sống dưới nước từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đều thấm nhuần tẩm ướt đầy tràn thấu suốt bởi nước mát lạnh ấy không một chỗ nào của toàn thể sen xanh sen hồng hay sen trắng không được nước mát lạnh ấy thấm nhuần cũng vậy này thanh niên bà la môn tỷ kheo thấm nhuần tầm ướt làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hỉ ấy không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ không có hỉ ấy thấm nhuần đó là thiền định của vị ấy 470 lại nữa này thanh niên bà la môn tỷ kheo xả lạc xả khổ diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước chứng và chú thiền thứ tư không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh Tỉ kheo ấy thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần này thanh niên bà la môn ví như một người ngồi dùng tấm vải trắng chùm đầu không một chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che thấu. Cũng vậy, này thanh niên Bà La Môn, tỉ kheo thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Đó là thiền định của vị ấy. 471 Này thanh niên bà La Môn, đó là Thánh Định Uẩn mà tôn giả Khotama tán thán và Ngài đã khích lệ, khuyến đạo y chỉ mọi người theo Pháp ấy và còn Pháp Uẩn khác cao thượng hơn cần phải hành trì. Thật vi diệu thay tôn giả Ananda, thật hy hữu thay tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda Thánh định ổn này thật viên mãn, không phải không viên mãn. Tôn giả Ananda, tôi không thấy thánh định ổn viên mãn này ở những sa môn, bà la môn nào ngoài giáo hội này. Tôn giả Ananda, nếu những sa môn khác có thấy thánh định ổn này tự nơi mình, các vị này cũng đã thỏa mãn với pháp ấy. Hành trì như vậy là đầy đủ, chứng đạt như vậy là đầy đủ đó là mục đích sa môn hạnh của chúng tôi. Không còn gì cao thượng hơn cần phải hành trì nữa. Nhưng tôn giả Ananda còn nói, còn pháp ẩn cao thượng hơn cần phải hành trì. 472 Tôn giả Ananda, thế nào là thánh tuệ ẩn mà tôn giả Gotama tán thán? Và Ngài đã khích lệ, khuyến đạo, y chỉ mọi người theo pháp ấy. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỉ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến tránh trí, tránh kiến. Vì ấy biết, thân này của ta là sắc pháp, do bốn đại hợp thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng vô thường biến hoại phấn toái đoạn tuyệt hoại diệt trong thân ấy thức ta lại nương tựa và bị trói buộc này thanh niên bà la môn ví như một hòn lưu ly bảo châu đẹp đẽ trong suốt có tám mặt khéo rũa khéo mài sáng chói không uế trược đầy đủ tất cả mỹ tướng và một sợi dây được sâu qua hòn ngọc ấy sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng nhạt. Một người có mắt cầm hòn ngọc ấy trên tay sẽ thấy hòn lưu ly bảo châu này đẹp đẽ, trong suốt, có tám mặt, khéo rũa, khéo mài, sáng chói, không uế trược, đầy đủ tất cả mỹ tướng. Và sợi dây này được sâu qua hòn ngọc ấy. Sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng nhạt. Cũng vậy, này thanh niên bà La Môn, với tâm định tĩnh, thuần tĩnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy. Tỉ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến tránh trí, tránh kiến. Vì ấy biết, thân này của ta là sắc pháp, do bốn đại hợp thành do cha mẹ sanh nhờ cơm cháo nuôi dưỡng vô thường biến hoại phấn toái đoạn tuyệt hoại diệt trong thân ấy thức ta lại nương tựa và bị trói buộc này thanh niên bà la môn với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuyến dễ sử dụng vững chắc bình thản như vậy tỳ kheo dẫn tâm hướng tâm đến chánh trí chánh kiến vị ấy biết thân này của ta là sắc pháp do bốn đại hợp thành do cha mẹ sanh do cơm cháo nuôi dưỡng vô thường biến hoại phấn toái đoạn tuyệt hoại diệt trong thân ấy thức ta nương tựa và bị trói buộc đó là trí tuệ của vị ấy 473 Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy. tỷ kheo chú tâm hướng tâm đến sự hóa hiện một thân do ý làm ra. Vị ấy tạo một thân khác từ nơi thân này cũng là sắc pháp do ý làm ra, đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ không thiếu một căn nào này thanh niên bà la môn ví như một người rút một cây lau ra ngoài vỏ người ấy nghĩ đây là vỏ đây là cây lau vỏ khác cây lau khác và cây lau từ vỏ rút ra này thanh niên bà la môn ví như một người rút thanh kiếm từ bao kiếm thanh kiếm khác bao kiếm khác và thanh kiếm từ nơi bao kiếm rút ra này thanh niên bà la môn ví như một người lột xác một con rắn người ấy nghĩ đây là con rắn đây là xác rắn con rắn khác xác rắn khác và con rắn từ nơi xác rắn được lột ra cũng vậy này thanh niên bà la môn với tâm định tĩnh trong sáng thuần tịnh không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuyến dễ sử dụng vững chắc Bình thản như vậy, tỷ kheo dẫn tâm hướng tâm đến sự hóa hiện một thân do ý làm ra. Vị ấy tạo một thân khác từ nơi thân này, cũng là sắc pháp do ý tạo thành, đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào. Đó là trí tuệ của vị ấy. 474. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy. Tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến các thần thông. Vị ấy chứng được các loại thần thông. Một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân. Hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang hư không. Độn thổ, trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước đi trên nước không chìm như trên đất liền ngồi kiết già ngang qua hư không như con chim với bàn tay chạm giờ mặt trăng và mặt trời những vật có đại oai lực đại oai thần như vậy có thể tự thân bay đến cõi phạm thiên này thanh niên bà la môn ví như một người thợ gốm khéo tay hay đệ tử người thợ gốm với đất sét khéo nhồi nhuyễn có thể làm các loại đồ gốm tùy theo sở thích. Này thanh niên Bà La Môn, ví như một người thợ ngà khéo tay, hay đệ tử người thợ ngà với ngà khéo đẽo rũa có thể làm các loại đồ ngà tùy theo sở thích. Này thanh niên Bà La Môn, ví như người thợ vàng khéo tay hay đệ tử người thợ vàng với vàng khéo tinh nhuyễn có thể làm các loại đồ vàng tùy theo sở thích cũng vậy này thanh niên bà la môn với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuyến dễ sử dụng vững chắc bình thản như vậy tỉ kheo dẫn tâm hướng tâm đến các thần thông vì ấy chứng được các thần thông một thân hiện ra nhiều thân nhiều thân hiện ra một thân hiện hình biến hình đi ngang qua vách qua tường qua núi như đi ngang qua hư không độn thổ trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước đi trên nước không chìm như đi trên đất liền ngồi kiết già ngang qua hư không như con chim với bàn tay chạm giờ mặt trời và mặt trăng, những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy, có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Đó là trí tuệ của vị ấy. 475 Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy tỷ kheo dẫn tâm hướng tâm đến thiên nhĩ thông tỷ kheo với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân có thể nghe hai loại tiếng chư thiên và loài người xa và gần này thanh niên bà la môn ví như một người đang đi qua đường nghe tiếng trống lớn tiếng trống nhỏ tiếng loa tiếng sập xõa và tiếng kiểng người ấy nghĩ đây là tiếng trống lớn. Đây là tiếng trống nhỏ. Đây là tiếng loa, tiếng sập dõa, tiếng kiểng. Cũng vậy, này thanh niên bà La Môn, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy. Tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến thiên nhĩ thông. Tỷ kheo với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân có thể nghe hai loại tiếng chư thiên và loài người xa và gần đó là trí tuệ của vị ấy 476 với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuyến dễ sử dụng vững chắc bình thản như vậy tỷ kheo dẫn tâm hướng tâm đến tha tâm thông. Tỷ kheo sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh, của loài người, với tâm của mình, vị ấy biết được như sau. Tâm có tham biết là tâm có tham. Tâm không tham biết là tâm không tham. Tâm có sân biết là tâm có sân. Tâm không sân biết là tâm không sân tâm có si biết là tâm có si tâm không có si biết là tâm không có si tâm chuyên chú biết là tâm chuyên chú tâm tán loạn biết là tâm tán loạn đại hành tâm biết là đại hành tâm không phải đại hành tâm biết là không phải đại hành tâm tâm chưa vô thượng biết là tâm chưa vô thượng tâm vô thượng biết là tâm vô thượng tâm thiền định biết là tâm thiền định tâm không thiền định biết là tâm không thiền định tâm giải thoát biết là tâm giải thoát tâm không giải thoát biết là tâm không giải thoát này thanh niên bà la môn ví như một người đàn bà một người đàn ông một thiếu niên trẻ hay một thanh niên ưa trang sức nhìn mặt của mình trong tấm gương trong sạch sáng suốt hay một chậu nước trong. Nếu mặt có tỳ vết, liền biết mặt có tỳ vết. Nếu mặt không có tỳ vết, liền biết mặt không có tỳ vết. Cũng vậy, này thanh niên bà La Môn, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy. Tỷ kheo dẫn tâm hướng tâm đến tha tâm thông. Tỷ kheo sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh, của mọi người, với tâm của mình, vì ấy biết được như sau. Tâm có tham biết là tâm có tham. Tâm không tham biết là tâm không tham. Tâm có sân biết là tâm có sân. Tâm không sân biết là tâm không sân. Tâm có si biết là tâm có si tâm không có si biết là tâm không có si tâm chuyên chú biết là tâm chuyên chú tâm tán loạn biết là tâm tán loạn đại hành tâm biết là đại hành tâm không phải đại hành tâm biết là không phải đại hành tâm tâm chưa vô thượng biết là tâm chưa vô thượng tâm vô thượng biết là tâm vô thượng tâm thiền định biết là tâm thiền định tâm không thiền định biết là tâm không thiền định. Tâm giải thoát biết là tâm giải thoát. Tâm không giải thoát biết là tâm không giải thoát. Đó là trí tuệ của vị ấy. 477 Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạc minh. Vì ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp và thành kiếp vị ấy nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này dòng họ như thế này giai cấp như thế này ăn uống như thế này thọ khổ lạc như thế này tuổi thọ đến mức như thế này sau khi chết tại chỗ kia ta được sanh ra tại chỗ nọ tại chỗ ấy ta có tên như thế này dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây. Như vậy, tỷ kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này thanh niên bà La Môn, ví như một người đi từ làng mình đến làng khác từ làng ấy đi đến một làng khác nữa và từ làng này lại trở về làng của mình người ấy nghĩ ta từ làng của mình đi đến làng kia nơi đây ta đã đứng như thế này đã ngồi như thế này đã nói như thế này đã yên lặng như thế này từ làng kia ta đi đến làng nọ tại đấy ta đã đứng như thế này đã ngồi như thế này đã nói như thế này đã yên lặng như thế này từ nơi làng nọ ta đã trở về làng của ta như vậy này thanh niên bà la môn với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuyến dễ sử dụng vững chắc, bình thản như vậy. Tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh. Vì ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp nhiều thành kiếp nhiều hoại kiếp và thành kiếp vị ấy nhớ tại chỗ kia ta có tên như thế này dòng họ như thế này giai cấp như thế này ăn uống như thế này thọ khổ lạc như thế này tuổi thọ đến mức như thế này sau khi chết tại chỗ kia ta được sanh ra tại chỗ nọ tại chỗ ấy Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây. Như vậy, tỷ kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết đó là trí tuệ của vị ấy. 478 Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỉ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Vị ấy với tiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh vị ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang người đẹp đẽ kẻ thô xấu người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của chúng này các hiền giả những tôn giả này làm những điều ác hạnh về thân lời và ý phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các hiền giả, còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú, cõi trời, cõi đời này. Như vậy, vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng này thanh niên bà la môn ví như một tòa lầu có thượng đài giữa ngã tư đường một người có mắt đứng trên ấy sẽ thấy những người đi vào nhà đi từ nhà ra đi qua lại trên đường ngồi ở giữa ngã tư hay trên đài thượng người ấy nghĩ những người này đi vào nhà những người này đi từ nhà ra những người này đi qua lại trên đường những người này ngồi giữa ngã tư trên đài thượng cũng vậy này thanh niên bà la môn với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuyến dễ sử dụng vững chắc bình thản như vậy tỉ kheo dẫn tâm hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sanh vị ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang người đẹp đẽ kẻ thô xấu người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của chúng này các hiền giả những chúng sanh này làm những ác hạnh về thân lời và ý phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các hiền giả, còn những chúng sanh nào làm các thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú, cõi trời, cõi đời này. Như vậy, với Thiên Nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh, vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng đó là trí tuệ của vị ấy. 479 Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy. Tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Vị ấy biết như thật, đây là khổ. Biết như thật, đây là nguyên nhân của khổ biết như thật đây là khổ diệt biết như thật đây là con đường đưa đến khổ diệt biết như thật đây là những lậu hoặc biết như thật đây là nguyên nhân của lậu hoặc biết như thật đây là sự diệt trừ các lậu hoặc biết như thật đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc nhờ hiểu biết như vậy nhận thức như vậy tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu thoát khỏi hữu lậu thoát khỏi vô minh lậu đối với tự thân đã giải thoát như vậy vị ấy khởi lên sự hiểu biết ta đã giải thoát vị ấy biết sanh đã tận phạm hạnh đã thành việc cần làm đã làm sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa này thanh niên bà la môn ví như tại dãy núi lớn có một hồ nước thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm một người có mắt đứng trên bờ sẽ thấy con hến con sò những hòn đá hòn sạn những đàn cá bơi qua lại hay đứng một chỗ vị ấy nghĩ đây là hồ nước thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm đây là những con hến con sò những hòn đá hòn dạn những đàn cá đang bơi qua lại hay đứng yên một chỗ cũng vậy này thanh niên bà la môn với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuyến dễ sử dụng vững chắc bình thản như vậy tỷ kheo dẫn tâm hướng tâm đến lậu tận trí vị ấy tuệ chi như thật đây là khổ tuệ chi như thật đây là nguyên nhân của khổ tuệ chi như thật đây là sự diệt khổ tuệ chi như thật đây là con đường đưa đến diệt khổ tuệ chi như thật đây là những lậu hoặc tuệ chi như thật đây là nguyên nhân của lậu hoặc tuệ chi như thật đây là sự diệt trừ các lậu hoặc. Tuệ chi như thật, đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát. Vị ấy biết anh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Đó là trí tuệ của vị ấy. 480 Này thanh niên bà La Môn, đó là thánh tuệ uẩn mà Thế Tôn tán thán, và Ngài đã khích lệ, khuyến đạo, y chỉ mọi người theo pháp ấy không còn pháp nào cao thượng hơn cần phải hành trì thật vi diệu thay tôn giả ananda thật hy hữu thay tôn giả ananda tôn giả ananda thánh tuệ uẩn này thật viên mãn không phải không viên mãn tôn giả ananda tôi không thấy thánh tuệ uẩn viên mãn này ở những sa môn bà la môn nào ngoài giáo hội này không còn pháp nào cao thượng hơn cần phải hành trì thật vi diệu thay tôn giả ananda thật vi diệu thay tôn giả ananda như người dựng đứng lại những gì bị quang ngã xuống phơi bày ra những gì bị che kín chỉ đường cho những người bị lạc hướng đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Ananda dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Tôn giả Ananda, con xin quy y thế tôn Gotama, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo. Mong tôn giả Ananda nhận con làm đệ tử. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, con chọn đời quy ngưỡng.